có anh chị hỏi Quang á, là cô Quang ơi, cái cách mà để giữ cho cái tâm của mình nó bình an và cái phước báu không bị trừ thì làm gì cô Quang? Thì hôm nay cô Quang sẽ tiết lộ cho mình một cái bí mật nha, mà cô Quang đã ứng dụng cả cuộc đời của mình nè, rồi hướng dẫn cho rất là nhiều người thực hành nè, rồi rất là nhiều người mà đã chuyển hóa được và đã giữ được cái tâm bình an và không tiêu trừ phước báu của mình đi, mà không những vậy mà làm cho phước báu của mình tăng lên và sống một cuộc đời thật là bình an và hạnh phúc. Thì anh chị chúng ta sẽ sử dụng một cái bài thuốc như sau. Bài thuốc này gọi là vô vi, thuyết vô vi các anh chị. Thuyết vô vi là của Lão Tử. Thì Lão Tử nói cho chúng ta như thế này: trong cuộc sống của xã hội loài người á, có rất nhiều nhiều dạng người khác nhau. Có những người á, đến với ta la hét ta, có những người ở bên cạnh ta thì mắng ta, có những người á, thì hung hăng với ta, có những người là soi mói ta, có những người giao tiếp với chúng ta thì hành hung ta, có những người thì lại gọi là hay gọi là bàn luận ta, rồi tranh giành với ta, có rất là nhiều thứ. Như vậy thì trong một cái xã hội mà có nhiều thành phần như vậy thì làm sao để tránh đây cô Quang, làm sao để bình an đây? Thì nhất định chúng ta sẽ làm theo một cái cách như sau. Đó chính là cách vô vi. Vô là không, vi có nghĩa là hành vi, có nghĩa rằng là mình không có hành vi gì hết. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là đứng trước một lời nói xấu của ai đó, mình nghe nó, người này người ta bàn luận về mình nghe là nó xấu đúng không? Thì Lão Tử mới dạy cho chúng ta như thế này, đó là đứng trước tình huống đó là mình nên vô vi. Có nghĩa là mình nghe người ta nói xấu mình là mình chỉ biết mình không phản hồi lại. Bởi vì khi người ta nói xấu mình thì cái lời nói xấu đó đi ra từ miệng của họ, mà miệng sinh ra họa. Vậy thì cái lời nói xấu đó sẽ mang lại cho cái họa cho chính họ, và sau này họ lãnh và họ trừ phước báo chứ không phải mình. Còn nếu như mà mình phản hồi lại, mình nói lại, khi mà mình nói lại á, thì làm cho cái tình huống của nó gọi là nó sẽ căng thẳng hơn. Nhiều khi nó dẫn đến sự xô xát nữa. Cho nên nhiều khi là cái lời nói của chúng ta nó dẫn đến tiêu trừ cái phước báo của chúng ta đi, và nó làm cho cái tâm của chúng ta bấn loạn lên. Trên cái cách mà Lão Tử nói đó chính là lúc đó là con hãy vô vi, là không phản hồi lại, không phản hồi, cười. Bạn nói xấu mình đúng không? Không sao, vô vi. Hoặc là khi ai đó ghét bỏ ta nha, thì chúng ta sẽ làm gì? Vô vi, không sao hết, không phản hồi lại, không trả lời lại. Khi ai đó họ hay thường hay nhăn nhó với ta, thường hay cấu kỉnh với ta, thì mình cũng vô vi, không có phản hồi lại gì hết. Thì khi mà chúng ta thực hiện được cái phương pháp vô vi này rồi, trong các tình huống mà trong các tình huống đó thì tâm của chúng ta sẽ rất là bình an, cực kỳ bình an. Khi ai đó khen ta, ta cũng nhận khen ta tốt, tâm của chúng ta cũng vô vi, cũng không cần phải nói đẹp không như thế này hay thế kia. Khi ai đó chê ta, ta cũng vô vi, cũng không phản hồi lại. Chúng ta chỉ cần nhận biết chê ta thì chúng ta rút kinh nghiệm rồi để tâm tới cái việc tốt hơn thôi. Thì trong những trường hợp như vậy thì cái tâm của chúng ta sẽ không bị hành vi của người khác làm bấn loạn lên, và chúng ta cũng không bị trừ đi cái phước báu của chính mình. Vì thế cho nên cái tâm của chúng ta ngày càng được bình an, và lúc đó tâm của chúng ta không có sự biến động, không có sự náo loạn, không có sự hỗn loạn. Mà tâm không hoảng loạn, tâm không biến động thì cái trạng thái con người của chúng ta sẽ không tức lên. Chúng ta rất là bình thường, chúng ta cảm thấy rất là vui, chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Chúng ta không vì cái hành vi của người khác mà chúng ta thay đổi cái thái độ của mình. Thì tâm, người ta gọi là tâm bất biến giữa dòng đời dạng biến, thì lúc đó cái tâm của chúng ta nó vững chãi. Mà tâm vững chãi thì giống như cây cổ thụ lớn, gốc lớn, mà gốc lớn thì sẽ trụ được sóng gió, và tâm của chúng ta sẽ an vui, và phước báu của chúng ta sẽ không bị
tiêu trừ mà chúng ta được gia tăng, thì lúc đó anh chị sẽ bắt đầu, khi tâm bình an, phước báu không bị tiêu trừ, thì nghiệp của anh chị sẽ được hóa giải. Nghiệp mà hóa giải hết trơn rồi thì phước báu sẽ được tăng cường. Phước báu tăng cường thì vận mệnh sẽ được thay đổi. Vận mệnh thay đổi thì cuộc đời anh chị sẽ sung túc và bình an. Vậy thì anh chị hãy ứng dụng một cái bài thuốc này nha. Và chúc cho anh chị ứng dụng thành công. Và anh chị nào ứng dụng trong sau một tuần, hãy comment ở bên dưới cho cô Quang ha.